Ngày 4 tháng 5 năm 2022, xã Hủ Luông tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 3 năm 2022. Ấn tượng ngay từ phần lễ diễu hành là màn biểu dương lực lượng của 20 khối đại diện, viên chức, người lao động, các đoàn thể, trường học, khu dân cư và màn đồng diễn múa của 100 em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hủ Luông đã thể hiện sự luyện tập, đầu tư bài bản của các thành viên tham gia và ban tổ chức đại hội. Đại hội Thể dục Thể thao xã Hủ Luông lần thứ 3 năm 2022 có 4 đoàn vận động viên đến từ 4 xóm với 125 vận động viên tham gia thi đấu ở 4 nội dung gồm Việt giã, kéo co, đẩy gậy, bóng đá. Trong suốt thời gian diễn ra đại hội, mỗi trận thi đấu đều thu hút đông đảo người tham gia theo dõi, cổ vũ nhiệt tình. Sôi nổi hơn cả có lẽ là môn bóng đá khi tinh thần đoàn kết, tập thể được thể hiện rõ nhất. Việc tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao góp phần cổ vũ, động viên và tiếp tục phát động phong trào rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để thành lập đội tuyển tham gia Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện trong thời gian tới.